Dạo gần đây thì rất là nhiều khách hàng tới cửa hàng điện thoại Gia Huy của em hỏi sao là cái điện thoại sao nó kỳ quá, bấm bàn phím lâu nó bị đơ. Thì thật ra nó không phải bị đơ mà cái này gọi là tình trạng giật lắc bàn phím. Thì để mà khắc phục cái tình trạng giật lắc bàn phím á, anh chị có thể làm theo cái cách sau đây rất là đơn giản và sẽ khắc phục được triệt để cái vấn đề lắc bàn phím. Đầu tiên thì anh chị xem cái iOS của anh chị là bao nhiêu và anh chị tiến hành cập nhật phần mềm của anh chị lên phiên bản cao nhất giúp em. Anh chị lưu ý là mình nên cập nhật cái máy của mình lên cái phần mềm phiên bản cao nhất. Thì khi mà anh chị phần bật cập nhật cái máy anh chị lên cái phiên bản cao nhất thì tình trạng ví dụ như iOS của anh chị đã được cập nhật. Còn nếu như mà chưa được cập nhật á thì anh chị nên cập nhật lên phiên bản cao nhất là hiện tại á, ở cái thời điểm hiện tại mà em ra cái video này là iOS 15.2 trên tất cả những cái dòng điện thoại mà có hỗ trợ Apple đã hỗ trợ lên cập nhật cái phiên bản iOS mới nhất là 15.2. Đầu tiên thì mình cập nhật lên 15.2. Thì khi mà cập nhật lên 15.2 á thì cái tình trạng mà giật lắc bàn phím gần như nó không hết. Và để khắc phục cái tình trạng này, hiện tại thì em đang sử dụng cái con iPhone 12 Pro Max và hiện tại là em đã nhắn tin với khách hàng rất là nhiều. Hàng ngày là em bấm rất là nhiều luôn, bấm vô cùng nhiều. Đây là cái con 12 Pro Max của em đây. Đấy. Và cái con này nó lắc bàn phím ghê lắm, mặc dù nó là 12 Pro Max. Nhưng cái iOS trên cái iOS mà 15 này thì nó rất là giật lắc. Và cái tình trạng giật lắc là khi mà hôm vừa rồi em đang sử dụng cái 15.1, em thấy nó lắc quá, và khi ra cái bản cập nhật 15.2 thì thấy các cái báo chí cũng như các trang công nghệ là nói là khi mà mình lên 15.2 tình trạng giật lắc nó sẽ hết, nhưng mà không. Khi mà em đã cập nhật lên 15.2 thì tình trạng giật lắc nó vẫn y cũ, nó không hết. Thì để mà xử lý triệt để cái vấn đề giật lắc này thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách chỉnh như sau. Đầu tiên thì anh chị vào trong cài đặt nè. Anh chị vào cài đặt. Đấy, trên chiếc điện thoại của mình thì anh chị vào cài đặt. Sau đó anh chị bấm vào cài đặt chung. Đây anh chị chọn vào cài đặt chung giúp em. Và anh chị chọn vào một bàn phím. Đấy, và mình chọn vào bàn phím này. Và cái chỗ này nè, anh chị nên lưu ý. Anh chị tắt cái chỗ tự động sửa. Sau đó anh chị tắt luôn cái kiểm tra chính tả. Và anh chị tắt luôn cái dự đoán. Và cái chỗ mà trượt để nhập này nè, anh chị tắt luôn. Thì em tắt bốn cái mục này thì cái điện thoại em nó hết lắc bàn phím. Thì em đã sử dụng 2-3 hôm nay thử rồi và em thấy là nó không còn lắc bàn phím nữa. Nên hôm nay em làm cái video này để hướng dẫn cho anh chị em cũng như là các bạn cái cách chỉnh cái bàn phím sao cho nó không có bị lắc nữa. Hoặc là anh chị có thể tắt hết một dải đây luôn cũng được, chả ảnh hưởng gì. Đấy. Và khi mà anh chị đã làm theo cái cách này thì anh chị thử, anh chị ra ngoài, anh chị nhắn tin xem nó còn bị lắc bàn phím nữa hay không. Ví dụ như anh chị bấm điện thoại bàn phím nè. Bàn phím bị lắc. Đấy. Bị lắc, bị giật. Xem thử coi nó có còn bị nữa hay không. Nhưng thì đến hôm nay nữa là được gần 3 hôm rồi, kể từ lúc em chỉnh thì cái bàn phím nó gần như đã ok. Thì anh chị cũng có thể làm cách này để chỉnh chiếc điện thoại của mình cũng như là bạn bè người thân mà anh chị có thể nghe ai nói, mà ai nói hoặc là ai phàn nàn về cái vấn đề mà giật lắc bàn phím trên chiếc điện thoại iPhone ở trên cái phần mềm iOS 15 thì anh chị có thể chỉnh cách này để khắc phục cho bạn bè và người thân của mình. Và video đến đây là hết. Em chỉ giải thích ngắn gọn và cũng như là hướng dẫn cực kỳ nhanh gọn như thế, mong anh chị làm và sẽ cái điện thoại anh chị sẽ trở về cái tình trạng ban đầu là không bị giật lắc nữa. Thì em xin thân ái chào tạm biệt tất cả các khán giả đang xem kênh YouTube Giao Hòa 93.